trên con đường làng quê, một bóng dáng thanh cao, người thầy đi trong gió mang theo. Có người nói là sao không đi kiếm việc làm mà làm mà lại đi như vậy, có người ta nói vậy. À, nếu mà đi kiếm việc làm thì ở xã hội này đầy người kiếm việc làm rồi. Con ngày xưa cũng kiếm việc làm rồi, con cũng ở trong cái đó rồi nhưng mà vẫn không được hạnh phúc. Con không phải là vì gì cả con mới đi, nhưng mà con là cũng có công việc, cũng có làm, nhưng mà con vẫn biết làm như thế rồi con nhìn thấy. Khi mình nghe Phật dạy rồi mình tư duy thấy một con người cho dù có công việc làm, có công chức nhà nước ổn định làm rồi đến khi cùng già chết rồi cũng giống như những người kia, không khác hơn được. Mình nhìn thấy nếu mà mình như thế rồi mình cũng giống như họ. Nên là mình muốn học được cái Phật dạy gọi là cao siêu hơn những cái, vi diệu hơn những cái tối ưu, cái trí tuệ, cái thiền định đó. Mình phải bỏ đi chứ. Con đi như thế này là không phải là con không bị làm việc được, hay là mình không có đủ để đời sống. Nhưng mà vì cái mục đích cao cả Phật dạy con mới đi thôi. Con học nghe Phật bày như thế nào thì con làm, nhưng con cũng không phải là tự mình biết. Mình làm theo, học tập làm theo mà. Theo Phật bày như thế này sẽ được hạnh phúc, sống được an lạc, không có đau khổ. Thì khi đó tư duy đời con mới bỏ. Nhưng mà đi làm việc như thế dễ không á. Giờ con ra con đi xin việc con làm, nhưng mà đau khổ lắm. Nó không được cái tiền đi, nó không được cái trí tuệ. Còn mà những người ở đời mà nói với con đấy là họ mà đi làm việc mà họ vẫn có tiền đi, vẫn có giới luật, có trí tuệ thì nói cái đấy không có đâu. Nên là cầu cái gọi là vô sự cao cả trí trơn á. Những cái phàm phu ở đời như là hạ liệt cái trong kinh Phật đó là người phàm phu, nên là con không muốn học. Con ngày xưa con học rồi nhưng mà bây giờ con muốn học cái cao thượng hơn. Cái đó nói với họ như thế, học cái mà người đời khó làm được, như chẳng hạn như bỏ dâm dục, bỏ tất cả những trò cố gắng để mình học tập, để mình vươn lên cái gọi là cái thanh hành ấy, thời Phật dạy đó. Cái đó mới khó khăn thì mình mới đi để tập cái đó thôi. Giờ mình học đi lên chứ, giờ mình học đó thì mình bằng nhau. Giờ anh cứ thấy anh về anh suy nghĩ bản thân anh mà xem, nếu mà anh cứ công việc như thế này thì anh cũng dừng lại mức ở đó. Mức báo như thế rồi đến khi cũng sống hết một cuộc đời rồi cũng như thế. Mình biết nhưng mà lỡ anh nói là suy nghĩ đó là giờ bao nhiêu năm nay mình như thế này rồi. Lỡ mình tin Phật chánh đẳng giác nói mình thử học đấy coi hắn có hạnh phúc hơn không hay có khác hơn, thì con cũng cứ vì lý lẽ đó con đi. All the pain, his words are like a fresh stream guiding souls to find again. Footsteps of asceticism shining through the ages, a compassionate heart spreading joy across the stages, mountaining through a river guide, planting seeds of happiness far and wide. Trên con đường làng quê, một bóng dáng thanh cao, người thầy đi trong gió mang theo niềm an lạc dâng trao, người mang đến ánh sáng xua tan mọi khổ đau, lời kinh như suối mắt dẫn lối tâm hồn đi tìm nhau. Bước chân khô hẳn đời đời sáng soi, trái tim từ bi gieo niềm vui khắp nơi. Sứ mệnh tuệ người thầy vĩ đại gieo mầm hạnh phúc trốn chân ai. On a quiet village road,
a noble figure trips. The master walks through the breeze, bringing peace, a heart that spreads. He brings light to the dark, dispersing all the pain. His words are like a fresh dream, guiding souls to find again. Footsteps of asceticism shining through the ages. A compassionate heart spreading joy across the stages. Monk Mingdu, a river guide, planting seeds of happiness far and wide. Người mang đến ánh sáng, xua tan mọi khổ đau. Lời kinh như suối mắt, dẫn lối tâm hồn đi tìm nhau. Bước chân khó hạt, đời đời sáng soi. Trái tim từ bi, gieo niềm vui khắp nơi. Sứ mệnh tuyệt, người thay vĩ đại, gieo mầm hạnh phúc chốn chân ai. On the quiet trail, and over feet it treads, the master walks through the breeze, bringing peace, a heart that spreads. He brings light to the dark, dispersing all the pain. His words are like a fresh stream, guiding souls to find again. Footsteps of asceticism shining through the ages. A compassionate heart spreading joy across the stages. Monk Mingdu, a river guide, planting seeds of happiness far and wide. A noble figure trips. The master walks through the breeze, bringing peace, a heart that spreads. He brings light to the dark, dispersing all the pain. His words are like a fresh dream, guiding souls to find again. Footsteps of asceticism shining through the ages. A compassionate heart spreading joy across the stages. Monk Mingdu, a river guide, planting seeds of happiness far and wide. Người mang đến ánh sáng, xua tan mọi khổ đau. Lời kinh như suối mắt, dẫn lối tâm hồn đi tìm nhau. Bước chân khó hạt, đời đời sáng soi. Trái tim từ bi, gieo niềm vui khắp nơi. Sứ mệnh tuyệt, người thay vĩ đại, gieo mầm hạnh phúc chốn chân ai. On the quiet trail, and over feet treads, the master walks through the breeze, bringing peace, a heart that spreads. He brings light to the dark, dispersing all the pain. His words are like a fresh dream, guiding souls to find again. Footsteps of asceticism shining through the ages. A compassionate heart spreading joy across the stages. Monk Mingdu, a river guide, planting seeds of happiness